Không. Bạn biết phải không? Thôi về chùa rồi ở nha. Về chùa ở cho khỏe. Ở đây lạnh dữ lắm nghe. Không. Có về. Về chùa rồi ở nè. Lấy ngay cái mình ra. Cái mặt luôn kìa. Mấy bà đi về đi, về chùa cho con cháu nó khỏe mạnh, đừng ta nghèo khổ lắm, đừng có theo không có gì ăn đâu nghe. Còn mấy đi về đây tôi nuôi cho nghe không? Nghe lại không? Không á. Không luôn. Không. Ở đây nghèo lắm, không có gạo nuôi nghe, theo sẽ về về cảnh sống đây nghe. Không. 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 Về nè, nói tiếng cho Nam cho nghe nè, nghe. Về chùa ở nha. Không. Về chùa, về chùa. Còn nếu lì quá là bắt nhốt luôn được mày biển nghe. Bắt rồi. Không có về đâu. Nói cho biết nghe. Không có nghe. Bà không nghe luôn phải không? Không. Bà lì quá vậy bà. Ê, có chửi nha. Nói nhỏ nhẹ chứ không có chửi được à. Nói nhỏ nhẹ thôi, giờ bà nghe nghe. Nghe lời, nghe. Nghe là cháu này. Cháu kêu gì chùa ở nghe. Không. Không có thá đây nè. Đây. Đi về chùa ở cho khỏe, nghe kinh kệ. Nghe lại sao đây?
ta đi đi. Mẹ làm cho ta cũng thay mình ba. Nghe không? Cho một cái dẹp chặn đó. Chặn cái đỏ. Lầy quá. Ông già giái ông nội về nữa cúng rồi
cứu cho lấy xác ra mà không được rồi. Rồi giờ muốn gì nè? Nè. Chối quá trời vậy thầy. Bắt ta cái gì hứa đi. Hứa gì? Móc về chùa hai về nhà thầy. Về thầy thầy nuôi. Thầy cho ăn đầy đủ. Theo thầy đi. Theo thầy cho xíu. Thầy ăn đầy học đủ. Đạo. À, học đạo. Học đạo. Đúng rồi. Không biết học cái chữ mà học đạo gì? À, không biết chữ học đạo gì? Thầy dạy. Thầy dạy. Thầy dạy ha. Từ lớp 1 đến lớp đại học luôn. Hiểu không? Hứa. Hứa phải không? Hứa bắt tay đi. Bắt tay thầy. Bắt tay. Bắt cho mạnh nha. Ok. Thầy cho thầy thả chối nha. Thả chối nha. Rồi. Nè, bắt nè. Rồi. Yeah, good. Dạ là thầy đây. Thầy hứa, bắt tay thầy. Rồi nghe lời thầy nha. Rồi bây giờ chối đây. Có nè. Rồi thôi giờ thầy mở chối ra nha. Mở chối. Đây vậy đó, nhiều người họ không tin á, nhiều người họ không tin cái chuyện này. Tôi thấy lắm rồi, tôi thấy không cho tôi biết. Cái chân quéo lại cái ghê không? Rồi, khỏe, cởi trói rồi. Hết rồi, xuất ra rồi đó. Rồi, mở quạt đi, mở quạt đi. Rồi, toát mồ hôi à. Mẹ tay lấy dầu xuống cho. Đó. Ở đây gọi là cái gì em? Ở đây gọi là gì ta? À, ấp Tân Thành hả? Ấp Tân Chánh A. Phường 2 ấp Tân Chánh A. Đây ấp Tân Chánh A. Ấp 2 hả? Xã Ngã Năm. À thì xã Ngã Năm. À, bà con thấy ghê không? Nhiều người họ không tin. Nhưng mà mình đi chữa bệnh rồi thầy đi theo thầy để mà chứng kiến cái cảnh thầy chữa cho người ta, mình thấy rất là ghê. Thầy này mời đã từng mời thầy để mà chữa nhưng mà họ chữa không được. Nhưng mà giờ có thầy đã mời về nhà, đem về nhà thầy nuôi hết rồi. Vậy là giờ yên tâm rồi, gia đình khỏi lo lắng gì hết. Đó, giờ hết lạnh rồi không? Giờ hỏi mẹ con lạnh không? Sao? Con lạnh không vậy? Con lạnh không? Ê. Mệt, giờ nó xuất ra rồi giờ mệt ghê. Lấy nước chanh, lấy miếng nước chanh. Có chanh gì á? Lấy miếng nước chanh cho chị uống. Chanh thì bắt miếng cái chảo nó sao lên. Đó. Đó, bà con thấy không? Bởi vì cái này là ai theo ta? Không, hồi nãy nói hồi nãy chửi anh kìa, nói gì không thương chị, thương đứa em đúng không? À đứa em vợ đúng rồi.
thấy không? Bởi vậy hồi nãy bên cái người nhập vô nó nói là anh không thương em vợ gì, không thương gì, không thương vợ anh á, thấy ghê không? Chút nữa chị tỉnh rồi hỏi lại có thử gì nhớ gì không? Đó, bởi vậy nhiều người họ không tin á. Thôi em qua nhiêu đây thôi để cho quý bà con thấu hiểu được. Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên, nên vì mình phải tin cái chuyện này. Có nhiều người họ nói là họ không tin, nhưng mà khi bác đây bác gặp rồi bác mới thấy. Tôi thấy tôi gặp có ngày vậy là tôi thấy, còn không gặp tôi mà thấy có bạn lớn cái gì. Dạ. Người ta chỉ nghe nói thôi chứ thật sự người ta chưa thấy có gì. Đó, bây giờ mà quý vị thấy rồi đó. Đây nghe bác thấy bây giờ. Thôi vậy là mừng rồi đó, giờ hết la rồi, thấy không, giờ xuất đi rồi theo thầy. Rồi hữu nghị kính chào toàn thể quý bà con, kính yêu.